đến với thứ hai người cá nhân bằng kỹ thuật 30. Điểm mà mình thứ hai trong đội thành phố thì quý một 31, 30, 29, 30 và 30. Điểm trình bày 43, 44, 42, 43 và 44. Tổng điểm hai đội viên đơn vị An Giang 484 điểm, đơn vị Tây Ninh 437 điểm. Đơn vị anh em được chung quốc thắng và tranh chung kết nội dung quyền đôi. Tiếp theo mời trận 42 thành phố của quân đội nội dung tập đội lượng. Tổng điểm theo quyền thi do đồng đội huyện bộ 461 điểm, đồng đội thành phố Hồ Chí Minh 442 điểm.